Vâng, em xin chào các bác đang theo dõi kênh của bên Nguyên Vũ Audio. Hôm nay thì cuối tuần em lên cho có in mic nhá. Đấy, thì bác nào đang có nhu cầu về mic để hát karaoke hay là đang có dàn karaoke ở nhà rồi mà kể cả đang có mic rồi. Đấy, thì em nghĩ là cũng nên lấy một bộ sơ cua như này. Có thể lấy một cái hoặc hai cái để lấy làm sơ cua nhá. Bởi vì là ví dụ như là các bác đang hát ở nhà đúng không ạ? Không may bị một cái mic không dây của mình nào đó, nó em chỉ nói đơn giản hết pin thôi, mà cửa hàng mua pin nó lại ở hơi xa một chút, mà trời đang mưa. Đấy, mưa thì ai thường hay ngồi chán, mà chán là phải hát rồi đúng không ạ? Đấy, thế mà không may nó hết pin thì phải chạy đi chạy lại là rất mất thời gian, thì mình có thể lấy con sơ cua mình hát tạm đó, ok không ạ? Thì nó nhà đang vui vui này tự dưng mà mất mic hết pin cái nó tự dưng là đứt dây đàn đúng không ạ? Đang hay đứt dây đàn cảm giác nó tụt hứng không muốn hát, hát nó chán ngay đúng không ạ? Thì lấy ngay con này ra sơ cua đấy, thì mất chỉ vài giây thôi, thao tác là mình đã có thể xong rồi, là mình hát được luôn, không phải đợi chờ. Đấy, mà mưa gió ra ngoài nó cũng ngại. Đấy, và cũng có thể vì mà đang hát không ai nó hỏng thì phải làm gì ạ, là phải đi mua, mà cũng chưa biết chỗ nào mà mua đúng không ạ? Đấy, thì nó lại tụt hứng, thì mình có thể lấy con này sơ cua, sau đó thì mình sẽ mua các con khác sau. Đấy, thì em nghĩ là nếu bác nào đang dùng mic có dây hay là không dây hay như nào đó thì có thể lấy thêm những con như này, hoặc đang có một mic thì lấy thêm một mic này nữa về làm hai mic. Đấy, một mình thì hát rất buồn đúng không ạ? Có những bài hát nó xong ca cả vợ cả chồng hát nó mới vui, hoặc là hát cùng con cái nó vui. Đến ngay như vừa rồi nhá, em vừa bán cho một chị xong đây, em vừa phải bỏ cái loa ra thử cho chị. Đợt này thì nhà em không có đồ karaoke nữa, thế là không có đồ thử nên phải dùng loa kéo thử. Đấy, thì là cũng chị vừa hát một hai bài xong đấy, đây này vẫn còn đang cái chị đang chọn bài đấy, nhà chị là nhân viên môi trường đấy, thu gom rác thải đấy, là chị cũng đam mê ca hát thôi. Thế chị bảo chị lấy thêm một cái, nhà có rồi nhưng mà lấy thêm cái nữa thì về nhiều khi là hai mẹ con ngồi hát thì đỡ phải chung, hai mẹ con đỡ phải hát chung một mic, thì mỗi mẹ con mic hát nó hay hơn. Đấy, nói chung là nghề nào thì nghề không quan trọng đúng không ạ, mình có đam mê thì mình cứ dùng thôi. Đấy, thích là mình mua, bởi vì cái này thì em thấy là nó cũng giá nó cũng bình dân, chứ không phải là cái gì đấy nó quá là cao siêu đúng không ạ. Đấy, ví dụ là 10 15 triệu hoặc là 3 40 triệu thì còn phải đắn đo đúng không ạ, hay là hơn chục triệu thì còn phải đắn đo. Đấy, hàng 2 3 triệu là cũng phải đắn đo đúng không ạ? Tuy nhiên thì nó ở đây nó có 320, 308, 209 và 320 thì chả phải có gì phải đắn đo đúng không ạ? Rồi, không miên man nhiều, sau đây em tiến hành đi thử luôn cho các bác nhá. Đấy. Đấy, thì bác nào mà cứ chốt con nào thì alo cho em nhá. Tomahawk là 320 này. Dòng mic Tomahawk là 320 này. Đấy, dòng này dòng thế hệ mới, hay lắm. Đấy, Kenwood này, đấy, thương hiệu này thì cũng chuẩn rồi. Nói chung là đem lên cho các bác toàn hàng chuẩn thôi. Đấy, đây là hàng hàng trung loại 1 các bác nhá. Đấy, em cũng phải nói rõ quan điểm luôn nhá, là hàng trung loại 1, được chưa ạ? Hàng chung loại 1. Đấy, chứ không phải là hàng loại 2, loại 3, loại 2, loại 3 thì em không nhập. Em nói thẳng luôn đấy. Đấy, nó rẻ hơn thật, bán nó có lãi đấy nhưng mà em không làm. Bởi vì các bác hát được 2 hôm nó hỏng hay là tiếng nó không hay thì em thật các bác lần sau các bác cạch mặt nhà em ngay đúng không ạ? Làm ăn thì nó phải lâu dài. Đấy. Chung thì chung nhưng cũng phải chung loại 1, đúng không ạ? Nhất quán quan điểm nó phải như vậy, chung phải loại 1. Hát nó phải được một tí chứ đằng này mic hát lô 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 rồi hát gào toác cả mồm nó không thấy tiếng thì có mà củ chuối ngay đúng không các bác. Đấy, đây thì đây em sẽ cho từng em một ra em thử cho các bác nhá. Đấy, đây hay lắm các bạn, em mấy con này mấy nay em bán rất chạy nhá, bán rất là chạy này. Đấy, bọc tiếp rất cẩn thận luôn này, này coi nhìn này, đó dòng này là dòng xua này coi nhìn này, này đấy. Dọ kim loại cầm rất chắc đầm tay luôn. Đấy, hàng nó phải chuẩn đây này, Tomahawk này, này có nhìn quả Tomahawk này đáng đồng tiền bát gạo không? Này cầm nó đầm tay kinh khủng luôn các bạn này. Đấy, Tomahawk loại 1 các bạn nhá, loại 1 thì nó sẽ là dập chìm trực tiếp trên máy như này, trên tay mic như này, còn nếu là loại 2 thì nó sẽ là in, tức là nó in mực trên trên cái này thôi, nó in nổi chứ nó không khắc như này, nó không in chìm như này. Cái này là nó khắc trực tiếp vào tay mic luôn. Đấy, thì không bao giờ bong được. Còn hàng loại 2 thì nó sẽ cầm sau một thời gian nó sẽ bong hết. Và hàng loại 3 thì là sẽ là dán bằng giấy, tức là nó sẽ dán cái giấy lên đây hoặc là dán bằng túi bóng lên. Đấy, thì khi nó bong túi bóng là bong hết luôn, không còn cái tên thương hiệu gì cả. Đấy, đây. Đấy, nó là hàng Trung Quốc loại 1 các bạn nhé. Cầm rất là đầm và bóng này. Đấy, anh chả, con này còn có cả cái gì đây ạ? Chống bám vân tay luôn ạ. Ấm mặt mic lại còn xịn đến mức độ này này các bác này, cầm mình không có vân tay luôn ạ. Ui à, xịn quá nhở, có phải không hay là mắt em nó lag, nhưng mà đây là thực sự nếu mà có vân tay nhìn phát hiện ngay đây các bác nhìn này,
Đúng ạ, nếu có vân tay cầm nhìn phát hiện ngay, không thể lệch được. Ách chả, mấy cái anh trung của này làm cũng ra gì đấy các bạn, hàng lại một cái khác này, đây còn có cả chống bám vân tay, kinh quá nhỉ. Rồi em có khi kết nối dây thử các bạn nhỉ, em hào hứng phết đấy, nó lâu không lâu, lâu thử vài cái xem nó như thế nào. Một tay quay một tay bóc nó hơi hơi khó các bạn. Đây chà, con này nhìn nó cũng đầm này, cầm rất đầm này, BBS K9 này, chả tem này các bạn này, số series đàng hoàng nhá, mã vạch đàng hoàng đấy, không phải chuyện đùa đâu đấy. Này ông Kenwood à, thôi em sẽ bóc hết ra xong em thử cho các bác từng cái một. Ngoài con này đẳng cấp chưa các bác ơi, này con này quá đẳng cấp luôn. Em khoái nhất quả tomahawk này, dọ vàng đẹp à, quên, tay cầm chống chống bám vân tay đó, Kenwood này. Rồi bây em sẽ kết nối từng mic em thử nhá. Đấy. Rồi ở đây thì em đã kết nối mic rồi các bác nhá. Đầu tiên thì các bác sẽ chốt cho em cái mã này là mã gì đấy ạ. Con này là con Shure SM131, giá là 320.000 các bác nhá, giá là 320k. Đấy thì em sẽ thử mic này. Alo. 1 2 3 4. Alo. 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 1 2 3 4. Alo. Alo. Đấy. Vậy là mic lên bình thường các bác nhá. Đấy, chốt cho em con mã Shure 320k. Vâng. Vâng. Đấy. Ok chưa ạ? Mic đây các bác nhá. Đó. Mỗi mic này, mỗi một cái hộp này nó sẽ gồm một mic và một dây các bác nhá. Một mic và một cái dây đi kèm. Tiếp theo thì em sẽ thử tiếp là cái mic Kenwood này. Đó, mic Kenwood nhá. Con này giá của nó là 380 các bác nhá. Kenwood Pro 8S. Đấy, dòng này dòng Pro 8S các bác nhá. Hàng loại 1, hát rất là phê luôn. Đấy, các bác cứ lấy cho em tay 1 tay 2 về, lấy 1 2 tay về mà dùng. Alo. 1 2 3 4. Alo. Con này có vẻ tiếng rất trong các bác. Con 380 này, Pro 8S này. Tiếng rất trong luôn. Hai thật. Alo. 1 2 3 4. Alo. Đó, mic bắt rất là ok các bạn. Tiếp theo thì các bác chốt cho em con này là con 2.9, con BBS K9 nhá. BBS K9 các bác nhá. Đấy, mã của nó này. BBS K9 290k. Đó, 290k. Nói chung là em thấy là những cái con hàng loại 1 này là tiếng bắt rất là chuẩn các bác ạ. Đấy, em thử để nó hơi xa xa một tí mà nó bắt vẫn ok. Đó. Đấy. À, với cái tầm giá này em nghĩ thì các bác cũng đáng đầu tư các bạn, bởi vì là nó thực sự không phải là quá là cao, mà so với một con mà hàng hàng loại 1 như này là quá là được rồi các bạn, quá là tuyệt vời đấy. Thứ nhất là về cái độ bắt mic của nó là rất là tốt. Cái thứ hai là cái âm nó đưa ra nó thu cũng ok. Đấy. Và thiết kế thì cũng rất là đẹp. Đây. Đấy. Rất là đẹp luôn, mà cầm cũng rất là sướng, đầm tay. Đó. Thì con này là con BBS K9 các bác nhá, BBS K9. Đấy, giá là 290k. Rồi tiếp theo em sẽ test con cuối cùng. Đấy, con cuối cùng ở đây chính là con Tomahawk. Đó, Tomahawk các bạn nhá. Con này là 320. Đấy, Tomahawk 320. Con này thì có quả em khoái nhất là con này, là có cái gọi là cái chống bám vân tay đây. Đấy, 320k hàng Tomahawk các bạn nhá. Đấy. Chống bám vân tay. Đây. Đấy, nó có cả cái loại chống bám vân tay. Em thật quá là những cái loại mà mic mà để mà chống bám vân tay này nhiều con nhá. Các bác có thể mua tầm khoảng hơn 2 triệu cái dòng không dây, chưa chắc đã có. Này. Chưa chắc đã có kiểu dạng chống bám vân tay như này. Đó, xịn cực kỳ luôn. Tomahawk. Đấy, loại 1 nó mới như này các bác nhá.
Đấy, loại 1 thì nó sẽ khắc chìm vào đây. Em sẽ mở qua nghe thử nhé. Alo. Alo, alo, alo. 1 1 2 3 4 4. Alo, alo. Alo, alo. 1 1 2 3 4 4. Alo. Đó, em thì em không hay hát karaoke. Tại vì là em thì hát nó không được hay cho lắm, nên là cũng nhiều khi là ngại ấy các bác. Cũng không thích hát lắm. Nên là cái giọng của em vào đây thì không biết là các bác nghe nó có bị khó nghe không, nhưng mà thực sự là em thử là em cũng thấy muốn thử hát một bài đấy. Thế thì sau cái video này thì em sẽ ra hát thử bài xem như thế nào. Đó, thấy nó cũng phê phê đấy các bạn. Nhưng mà tất cả các mic này em thấy khoái nhất là con Tomahawk này, nó thật các bác, không phải là PA này mà bán cái con này. Nhưng thực sự là con này cầm thứ nhất là nó đầm tay. So tất cả các mic đây thì em thấy con này cầm thứ nhất là đầm tay. Cái thứ hai là thiết kế nó cũng đẹp. Đấy. Thiết kế đẹp và cái ấn tượng nhất đối với em so với con này đó là có chống bám vân tay. Đấy, chống bám vân tay các bác nhá. Này. Đó. Rất là hay. Đó. Và thiết kế thì em thấy là cái độ hoàn thiện chi tiết của nó cũng khá là tốt. Đấy. Đây, nó thiết kế độ hoàn thiện của nó này. Đấy, ốc biết là nhìn ốc đây có vẻ là ốc e-lock thì nó sẽ không gì được rồi. Đấy, và chân cái thứ này, nói chung là từ những cái chi tiết nó nhỏ nhặt nhất thì nó đều có hoàn thiện rất là tốt. Nhiều con các cái này các bác nhá, nó thiết kế lớn quá, để mà xem nếu mà hàng chung nhá thì nó sẽ bị xô. Đó, nó bị xô và nhìn nó không đều. Nhưng các con này này, nó chia mắt rất là đều. Đấy. Thực ra cái này thì không ai người ta để ý đâu, không ai người ta soi các cái này, nhưng mà nếu đã làm đi mua hàng kiểu như vậy thì mình để ý cái phần chi tiết của nó. Đấy. Thì nó sẽ đánh giá bao quát được cái sản phẩm thôi nhá. Chỉ cần nhìn cái bên ngoài thiết kế thôi là mình cũng có thể là khái quát được một cái sản phẩm nó như nào rồi. Đúng không ạ? Đấy. Đây. Đó, thiết kế bên trong này. Đó, rất là đẹp. Đấy, rồi. Đấy thì em lên cho tất cả các bác là 4 con mic ở đây. Đấy thì quay thì cũng quay rồi, thử thì cũng thử rồi. Đấy thì bác làm một chốt thì alo cho em qua số là 0966 594581 hoặc số 0979 891682 nhá. Vâng, em xin chào các bác.